Em đã quay trở lại với game mình nha, mình HZ đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với cái series những cái cầu thủ ở từng cái vị trí mà chất lượng nhá. Bởi vì sao mà hai ngày liên tục mình làm cái series này? Bởi vì khi mình làm cái series này ở cái mức vị trí cam rồi CM các thứ ấy, thì anh em yêu cầu khá là nhiều ở những phiên bản thẻ ở những cái vị trí khác nữa, nên mình đang tập trung làm để có thể là với nhiều anh em người ta chưa có nhiều cái sự lựa chọn, người ta có thể lựa chọn nhá. Đấy, nên là những cái clip như này thì sẽ hướng đến khá là nhiều đối tượng ấy. Nên mình đang cố gắng tập trung vào những clip như này để anh em có nhiều cái sự lựa chọn của mình theo cái góc nhìn của những cái anh em khác nữa. Ngày hôm nay thì mình sẽ đến với vị trí mà cực kỳ được nhiều anh em quan tâm, đó chính là vị trí CB. Ấy, với cái vị trí CB này thì nó là một cái vị trí gần như là cực kỳ quan trọng ở trong cái đội hình của anh em. Tấn công thì anh em có thể sử dụng những cầu thủ mà nó yếu một chút cũng được, nhưng mà có kỹ năng một chút thì anh em vẫn qua người với dứt điểm bình thường. Còn phòng thủ thì thật sự phải nói là đặc biệt đá viết thách thì phòng thủ cầu thủ phải ngon anh em nhá, thì mới có thể gọi là gánh anh em được. Thì ngày hôm nay mình đến với cái khung ở các cái mức giá của CB. Và tất nhiên rồi, đây là cái góp nhặt của mình và những cái đánh giá chủ quan, vì thế nên có góp ý gì cứ comment một cách tích cực anh em nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với mức giá rẻ khoảng loanh quanh 1 triệu nhá. Cái tên đầu tiên mình lựa chọn sẽ là Mavropanos. Con hàng này anh em hoàn toàn có thể mua ở những cái mức rank cao hơn nhá, để làm sao cho nó đủ tầm khoảng 1 triệu. Với phiên bản thẻ over 83, Mavropanos sẽ có những điểm mạnh gì? Mình đầu tiên mình đánh giá là cái thể hình này. Con hàng này là cái con hàng mà được đánh giá cao ở trên các cái bảng xếp hạng anh em nha. Với thể hình 1m94 nặng 89 thì gần như là con này tranh chấp rất là tốt. Tốc độ của nó cũng lên đến 79 khá ok. Còn bộ chỉ số về phòng thủ thì mình đánh giá cũng ở mức khá. Chung thì con hàng này nó chỉ có một điểm yếu duy nhất đấy. Nhá, theo mình cảm nhận thì con hàng này cái stamina nó hơi thấp, nó chỉ 3.5 thôi. Nên là đá Mavropanos thì mình nghĩ là tầm khoảng phút 55 đến 65 là nó sẽ đuối rồi. Thì đấy là một cái điểm yếu chết người, tuy nhiên thì bù lại những cái chỉ số sát này nó quá ngon đi. Nhưng mà nói chung thì nếu anh em cố thì vẫn đá con hàng này lên được phút khoảng 75-80. Sau đấy anh em có thể thay anh em nhá. Với Mavropanos thì nó chỉ có một cái điểm yếu là như thế thôi. Còn con hàng này đánh đầu mạnh, có chuyền dài thì phát động tấn công rất là tốt với con hàng Mavropanos này. Cái tên tiếp theo mình sẽ lựa chọn là Van de Ven, over 84. Con hàng này thì cái đợt mới ra nhá, cái đợt mới ra của sự kiện Welcome to FC thì nó làm mưa làm gió luôn. Tuy nhiên thời điểm này thì ít anh em sử dụng lại rồi, bởi vì có nhiều cái tên chất lượng hơn các cái khung giá tiếp theo. Tuy nhiên là với khung giá rẻ thì mình vẫn đánh giá cao Van de Ven, mặc dù cũng bị fake đi tương đối nhiều. Nhưng nhìn chung thì một con hàng 1m93 nặng 81kg, pay lên đến 86, bộ chỉ số phòng thủ rất là ok, stamina 4 vạch và có những cái trade như là tắc bóng, thì mình đánh giá là Van de Ven vẫn nằm trong top những con hàng ngon ở cái khung giá khoảng 1 triệu anh em nhé. Một con hàng mới hơn đó chính là Upamecano với phiên bản thẻ của UEFA Champions League. Upamecano thì từ lâu đã là một con xung vệ mà có nhiều phiên bản quốc dân ở các mùa giải trước. Con hàng này thì có thể hình rất là tốt, người rất là đầm. Tuy nhiên thì nó cũng xoay sở hơi bị chậm một chút anh em nhá. Với cái kiểu người đầm như này, nhưng mà tốc độ của nó hàng Upamecano thì tương đối tốt, khả năng kèm người cũng rất là ok. Con này thì cũng có một cái điểm yếu giống như con Mavropanos, đó chính là cái stamina của nó chỉ có 3.5 thôi. Còn về trade ẩn thì không có cái nào, nhưng mà nhìn chung thì con Upamecano này với cái tầm tiền khoảng quanh 400.000 thôi thì mình nghĩ là cũng khá có con hàng nào khó con hàng nào mà qua được Upamecano với những cái điểm mạnh, có thể nhìn thấy như là tốc độ khá tốt rồi kèm người và tranh chấp tỷ lệ ổn. Đấy, nó chỉ có một cái điểm yếu mà mình đánh giá duy nhất thôi, đó chính là cái stamina nó thấp và nó kiểu hơi xoay sở hơi chậm một chút. Cái tên tiếp theo mình sẽ lựa chọn là Tomori với phiên bản over 84, mức giá anh em phải bỏ ra loanh quanh khoảng 700.000. Với Tomori thì nó sẽ được hơn. Thứ nhất là cái thể hình của nó 1m85 thì thực ra không quá cao, nhưng mà người trong game nó tương đối là đầm đầm đấy. Thì nói chung là tranh chấp với con này cũng tốt, tốc độ tốt này. Nói chung khả năng xoay sở con này là tốt hơn hẳn so với Upamecano luôn. Đấy, trade ẩn thì cũng không có cái nào đâu, nhưng mà con hàng này đá nó sẽ giữ vị trí tốt hơn một chút. Nói chung thì Tomori cũng là một mẫu CB mình tương đối thích, và mình thấy là nó đá tương đối giống với Rudiger. Và tầm tiền này thì mình thấy là chọn Tomori nó cũng rất là hợp lý anh em nhá. Đến với tầm khoảng 1.5 triệu, tức là nó hơn tiền một chút anh em ạ. Tức là nó hơn khoảng 500.000 thôi, nhưng mà nếu anh em nào có điều kiện thì hãy chọn Koundé nhá. Với cái phiên bản thẻ UEFA Champions League thì mình thấy là cái bộ chỉ số của Koundé khá là tốt. Tất nhiên thì một cái điểm yếu của Koundé là cái thể hình nó không quá ok, nhưng mà bù lại thì cái khả năng phán đoán này, cái khả năng tắc bóng của nó này, tốc độ, khả năng theo kèm là những điểm mạnh nhất của Koundé luôn. Về stamina nó cũng là 4 vạch thôi, nhưng mà tầm tiền này thì stamina 4 vạch nó là đại đa số là như thế rồi anh em ơi. Nói chung là Koundé thì nó sẽ phù hợp với những cái CB, những cái sơ đồ mà thường là có 3 trung vệ, 2 trung vệ cũng được, nhưng mà nó sẽ bị thọt một chút ở khoản đánh đầu và tranh chấp. Còn lại những cái khoản khác nó theo kiểu CB đọc tình huống này, phán đoán các thứ anh em nhé. Trade ẩn của nó thì có một cái là tắc bóng, nói chung là một con hàng CB mà anh em có thể bỏ lên tầm khoảng 500.000 tiền để anh em có thể sở hữu Koundé nhé. Nó là con hàng rất là chất lượng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tầm tiền nó cao hơn một chút, nó loanh quanh từ 2 đến 5 triệu. Thì cái tên đầu tiên mình sẽ chọn là Benjamin Pavard. Con này thì thường nó sẽ đá vị trí RB, tuy nhiên ở phiên bản này nó sẽ đá vị trí CB. Với Pava thì mình thấy là
Con hàng này có tốc độ tốt nhá, thì khả năng theo kèm có lẽ là cái khả năng tốt nhất của Pava, bởi vì xuất phát điểm của nó là vị trí RB, và những con hàng hậu vệ cánh thì thường là theo kèm rất là ok. Còn các bộ chỉ số khác thì mình đánh giá ở mức khá ổn. Stamina là 4,5 cũng là một điểm cộng. Nói chung con hàng này đá mình cảm thấy là khá ok, và nó có thể phát triển bóng từ phía khu vực phía dưới khá tốt anh em nhá. Đấy, nó có thể phát triển bóng tương đối tốt đấy. Và với Benjamin Pavard thì nó cũng đang được đánh giá khá cao các cái bảng xếp hạng, thì anh em có thể mua về trải nghiệm. Tiếp theo là mình sẽ lựa chọn là Saliba với phiên bản thẻ over 85 của Champions League. Thì đây có thể là con hàng mà ngon nhất ở trong cái tầm tiền 2 đến 5 triệu nhá. Anh em hoàn toàn có thể mua mức rank 1 của nó. Con hàng Saliba này thì được rất là nhiều anh em sử dụng, và mình đã từng mua phiên bản rank 4 của con hàng này để đá rồi. Cái điểm mạnh của con hàng này thì nó chính là tốc độ này, cái khả năng kèm người này, khả năng tắc bóng, phán đoán tình huống cực kỳ tốt, đọc tình huống rất ok nhá. Và cái thể hình con hàng cũng rất là ok luôn, lên đến 1m93 lận. Stamina thì 4 vạch, nói chung con hàng này mình đánh giá rất là cao. Thật sự đánh giá cao đấy anh em ơi, tầm tiền 2 đến 5 triệu. Ví dụ mình có khoảng 15 triệu mình vẫn sẵn sàng mua cái phiên bản rank cao của con này về mình đá, bởi vì nó đá rất là tốt, nó rất là khôn anh em nhá. Vốt anh em nên chọn Saliba ở cái tầm tiền này. Cái tên tiếp theo mình lựa chọn sẽ là Ibanez over 87. Con hàng này thì cái phong cách đá của nó cũng tương đối giống với con Saliba. Nó có một cái tốc độ tốt này, nó có một cái thể hình 1m85 nặng 73 cũng tạm tạm thôi. Cái hàng phòng thủ của con hàng này rất là ok, nói chung là trung vệ ấy, mình chỉ cần cái tốc độ ổn và cái chỉ số liên quan đến defending và physical cao thôi. Còn lại nếu như passing nó cao cũng tốt, nhưng mà passing mà không cao là cũng không vấn đề. Stamina là 4,5, và với con hàng này thì mình thấy là Ibanez ấy, cái khả năng tốt nhất của nó là khả năng kèm người anh em nhé. Nói chung là nó sẽ kèm rất là sát và rất khó để có thể đua tốc với con hàng Ibanez này. Nói chung là nó một trong những con trung vệ có tốc độ tốt. Trade thì có tắc bóng này, và cái rate là may đồng và 2 thì nó sẽ thiên hướng giữ vị trí một chút. Nói chung Ibanez này cũng là một con hàng được đánh giá cao giống như ở Pava ấy, ở trên các cái bảng xếp hạng ấy. Anh em hoàn toàn có thể mua về để trải nghiệm nhé. Lên lên một chút tiền khoảng 500.000, 600.000 gì đấy thì anh em có thể mua con Araujo. Đây, con hàng này thì nó về phong cách đá thì mình thấy nó tương đối giống với Saliba. Đấy, nó là một con hàng của Barcelona. Thực ra là từ 2 đến 5 triệu thì khá là ít, còn CB mình đã cánh giá ngon anh em ơi. Nên là Araujo nó được lọt vào cái danh sách này cũng là nó đánh bại khá là nhiều con hàng ấy, theo cá nhân của mình. Bởi vì cái phong cách đá của con hàng này tương đối hợp với cái meta của game. Nó là một con hàng mà có tốc độ tốt, cái khả năng tranh chấp tốt, đánh đầu tốt, đá tương đối xông xáo nhá. Con này chắc kiểu hơi giống thiên hướng, mặc dù medium 2 mình thấy hơi giống kiểu thiên hướng hơi dập một chút. Nói chung là Araujo cái phong cách đá thì nó sẽ giống Saliba với cả là Rudiger. Thì nếu anh em nào không đủ tiền mua Rudiger ấy, anh em hoàn toàn có thể mua con hàng Ronald Araujo này, vì nhìn chung là cái phong cách là nó tương đối giống nhau. Tất nhiên thì Rudiger nó vẫn sẽ hơn, nhưng mà Araujo thì nó cũng cái kiểu phong cách đá đấy. Thì mình thấy đánh giá tương đối cao con hàng này. Về rate thì cũng có tắc bóng và đánh đầu mạnh này. Stamina 4 vạch thì Araujo cũng xứng đáng được lọt vào cái danh sách này. Một cái tên nữa mà cũng loanh quanh khoảng 5 triệu mà anh em có thể chơi được chính là con hàng Eder Militao. Đấy, có thể là nhớ anh em sẽ bảo là tại sao không chọn Rudiger hay là Marquinhos. Nhưng mà thực ra là mình thấy là cái kiểu phong cách như kiểu là Militao nó sẽ hợp với nhiều anh em. Và các cái phiên bản trước đây của Militao thì cũng đã có tương đối nhiều những phiên bản mà nó là thẻ hàng quốc dân. Ví dụ như mùa giải năm ngoái thì chúng ta có hàng của Utotti này, là thẻ quốc dân rất lâu nhá, trong 4 đến 5 tháng là thẻ quốc dân. Rồi đến TOTS cũng thế. Và với Eder Militao thì nhìn chung là cái phong cách đá con hàng này thì nó là một kiểu CB theo hướng hiện đại rồi. Cái khả năng chuyền bóng con này tương đối tốt, cái khả năng theo kèm rồi những cái bộ chỉ số liên quan đến tắc bóng hay là phán đoán khá ok. Tất nhiên con hàng này cái thể hình cũng không phải là quá tốt đâu, người trong game của nó thì tương đối là gầy anh em nhá, tương đối mảnh khảnh. Về chết thì nó cũng có những cái như là tạt bóng sớm này, chuyền dài hay là cái nâu mạnh, nên mình có nói rồi, con hàng này là con hàng kiểu CB hướng hiện đại, phát triển bóng tấn công tương đối tốt. Và về stamina thì nó cũng 4,5, cũng là một cái điểm cộng so với những con hàng mức tầm tiền này. Thì bây giờ chúng ta đến với cái mức giá cao nhé. Mức giá cao thì mình sẽ là chọn tầm khoảng 9 đến 15 triệu cho con hàng CB. Tầm mức giá cao thì con hàng đầu tiên mình lựa chọn sẽ là Rudiger. Với cái vị trí CB này thì nó cũng theo kiểu là những con hàng ngon nhất thì nó thường nằm ở vị trí cao anh em nhé, giá cao nhé. Mình sẽ chọn Rudiger. Con hàng này thì anh em hoàn toàn có thể lấy miễn phí ở trong cái sự kiện Champions League, còn nếu mua trên chợ thì nó khoảng 10 triệu. Với cái điểm mạnh là thể hình 1m90 này, tốc độ tốt này, khả năng tắc bóng và khả năng phối hợp với đồng đội khá ok. Con hàng này thì sẽ đá theo cái kiểu là nó cũng hơi hơi thiên hướng kiểu dập anh em nhé. Hơi kiểu dập tức là cũng hay lao lên ấy, cái kiểu đá chủ động. Và con hàng này có một cái điểm mạnh mình thích nữa, đó là khả năng chuyền bóng con này khá là tốt. Mình đã từng đá Rudiger rồi mà anh em. Khả năng phản động tấn công của con này rất là tốt. Thì nói chung là con hàng này mình đánh giá khá cao trong cái tầm tiền mức giá này. Kompany sẽ là cái tên tiếp theo mình lựa chọn, nhưng mà với mức over 88 thôi thì loanh quanh khoảng 8 triệu. Cũng là một con hàng có thể hình tốt, lên đến 1m9 này,
tốc độ của Company thì rõ ràng nó không phải là quá tốt đâu. Đấy, mình nghĩ là chỉ khoảng 72 đến 73 thôi chứ không đến 79 thôi anh em nhé. À, nhưng bù lại một cái thì con này tranh chấp rất là tốt, đánh đầu phá bóng hay đánh đầu ghi bàn bằng đầu thì nó rất là ok nha. À, cái thể lực con hài này cũng là một cái điểm mạnh, mặc dù là 4 sao thôi nhưng mà mình nghĩ là chắc nó phải 4 sao rưỡi đấy anh em ơi, khi mà đá in game. Đấy, về trade ẩn thì nó có những cái như là tắc bóng này, hay là leadership team player, những cái liên quan đến book về team. Đấy, và nó cũng là một cái kiểu mà nó đá tương đối là giữ vị trí và nó đá phán đoán tốt. Thì con hàng Company này nếu anh em cho cặp với Rudiger cũng được anh em nhá. Cái thêm tiếp theo thì nó sẽ rẻ hơn tương đối nhiều, đó chính là con hàng Córdoba. Thì ví dụ mà anh em có tiền thì anh em hoàn toàn có thể mua mức rank cao hơn của hàng Córdoba này. Đấy, con hàng Córdoba này thì nó được đánh giá cao ở trên các cái diễn đàn khá là nhiều nhá, bởi vì nó là con hàng CB mà nó cái tốc độ nó quá là tốt đi, phải nói là một trong con hàng CB có tốc độ cực kỳ tốt luôn. Về chỉ số phòng ngự thì mình không nói nhiều nhá, khá là ok. Nói chung là những con hàng tầm đây thì cái khả năng phòng ngự của nó mình không phải bàn đến rồi, mình sẽ chỉ nói một chút về điểm yếu thôi. Thì con hàng Córdoba anh em thấy điểm yếu của nó là cái thể hình, chỉ 1m73 thôi, nó là một kiểu CB mà kiểu phán đoán tình huống, đọc tình huống rồi cắt bóng các thứ thôi, chứ để mà nói mà chơi kiểu chơi phá bóng bằng đầu với con Córdoba này quá khó luôn. Nên là mình vote những em nào mà chơi những sơ đồ có ba trung vệ thì hãy chơi Córdoba nhé, còn chơi sơ đồ mà kiểu hai trung vệ thì thôi, hãy bỏ qua con hàng Córdoba này. Thế nên là mình sẽ lựa chọn Blanc. Blanc có lẽ là mình nói là một trong những con hàng ngon nhất ở cái mức giá cao này, với tầm tiền khoảng 13 triệu. Với Blanc thì nó là một cái con hàng mà thể hình nó quá tốt, là khả năng phòng ngự mình không có bàn đến, tốc độ cũng ok và nó cũng là một con hàng được nhiều anh em sử dụng đấy. Với những em nào mà kiểu nó ở cái không giữa giữa nhá, tức là không hẳn là đại gia, không hẳn là những kiểu ạc top, nhưng mà cũng không nghèo, tức là người ta có tiền, thì người ta thường sẽ hay sử dụng Blanc. Và với cá nhân của mình, khách hàng của mình ấy, nhiều anh em đã xài có khá là nhiều con CB rồi và cuối cùng vẫn trung thành quay về với con Blanc này. Mình giá khá các con hàng này. Đấy, nó cũng là một con hàng giữ vị trí tốt thì mình nghĩ là chọn con Blanc này cũng rất hợp lý nhá. Một con hàng nữa là con hàng Rio Ferdinand. Con hàng này thì đá theo kiểu đúng là cái kiểu thòng luôn ấy. Over 88 này, cái rate của nó thì là medium nhưng nó đá kiểu thòng luôn anh em nhá. Có đánh đầu mạnh này, tốc độ tốt. Cái con Rio Ferdinand này thì cái điểm mạnh nhất của nó là mình thấy là nó đọc tình huống rất là tốt. Tức là nó sẽ không phải là một kiểu CB lao lên đâu, mà nó sẽ đọc tình huống, giữ vị trí và khi nào cần thì sẽ kiểu tắc bóng anh em nhá. Đấy, và với Ferdinand thì cái hàng kèm người nó cũng rất là tốt. Thì con hàng này thì ở trên các cái bảng xếp hạng thì mình thấy là chưa được đánh giá quá cao đâu. Thế nhưng mà với nhiều anh em chơi thì đa phần anh em cũng rất là thích cái phong cách đá của Rio. Bởi vì cho Rio đá cặp với một con hàng kiểu chủ động một chút ấy, thì rất là hợp. Nên là mình vẫn vote anh em có thể chơi con hàng Rio Ferdinand này nha. Tiếp theo mình sẽ lựa chọn ở Marquez. Đây đúng là một con hàng mà anh em hoàn toàn có thể cho cặp với Rio này, bởi vì nó là con hàng thi đứng dập luôn. Bởi vì Marquez mình có đá rồi và mình thấy là con hàng này đôi khi cái rate nó không phải đánh được anh em ơi. Đôi khi cái rate nó không phải đánh được đâu. May đến mà 2 nhưng mình đá mình cảm thấy là con hàng Marquez này nó tương đối là dập anh em nhá. Tức là mình đá Marquez mình thấy là khá là nhiều tình huống con hàng này lao lên. Nhưng mà Marquez mình cũng đá trước đây thôi, thì không biết bây giờ nó đã fix hay chưa. Đấy, nó đã fix để cho con hàng này đá theo hướng đỡ lao lên hay chưa. Nhưng mà hồi xưa mình đá Marquez thì thật sự nó rất hay lao lên. Anh em nào dùng Marquez ở thời điểm này thì có thể comment cho mình biết xem được con hàng này bây giờ đá nó có còn hay lao lên không nhá. Nhưng mà nếu mà nó vẫn giống như hồi xưa nó hay lao lên ấy, thì nó rất hợp với con Rio. Bởi vì con Rio là kiểu giữ vị trí thì nó sẽ phù hợp với một con hàng lao lên. Còn với Marquez thì mình thấy nói rồi, những cái điểm mạnh của con hàng này thì mạnh nhất mình có thể nói là tắc bóng luôn. Cái sự chủ động của nó tắc bóng. Còn những một chỉ số khác thì đánh giá cũng khá ok. Thể hình 1m84 cũng không hẳn là quá tốt, nhưng mà bù lại thì chúng ta có một cái stamina 4m5 và có những cái như là chuyền bóng dài hay là tắc bóng. Thì Marquez cũng là một cái tên xứng đáng để em chơi. Cái tên cuối cùng mà mình đưa lên cho anh em ở cái mức giá rank, ở mức tầm tiền khoảng cao ấy, thì mình sẽ chọn Cavajo. Thì con này mình sợ là nó sẽ hơi nhiều ý kiến trái chiều một chút, nhưng mà nhìn chung thì mình vẫn đánh giá con Cavajo này khá ổn anh em nhé. Với một cái tầm tiền như thế này 7 triệu thôi mà chúng ta có một con hàng mà mình nói là cái tốc độ nó khá tốt, bộ chỉ số về defending được bước rất cao lên đến 90, còn về physical thì chất vật lý mình đánh giá cũng khá ok, stamina thì 4.5. Thì thường Cavajo mình cũng thấy là anh em nên sử dụng trong những cái sơ đồ của ba trung vệ nó sẽ tốt hơn, bởi vì những sơ đồ có hai trung vệ thì thật sự là những con hàng cao dưới 1m87 nó khá là khó đá, bởi vì là nếu bị những tình huống tạt cánh đánh đầu thì thật sự là nó hơi khó để có thể mà tranh chấp được. Thì với con hàng Ricardo Cavajo này thì nói chung là nó được một cái là giữ vị trí rất tốt nhá. Đấy, nên là phong cách chơi anh em thích con một con CB thiên ứng thòng, hãy chơi con hàng Ricardo Cavajo này, nó tương đối giống với con Rio Ferdinand. Còn như mình nói rồi, ở vị trí cao thì nó còn rất nhiều những cái tên khác nữa. Tuy nhiên thì xét về nhiều khía cạnh nhá, từ cái việc là được người chơi đánh giá này, được vote ở trên các cái rank này, rồi cá nhân của mình từng trải nghiệm, thì mình chỉ đưa ra khoảng 7 cái tên này thôi là nhiều đấy, 7 cái tên là nhiều đấy.
Có những cái tên khác thì mình cảm thấy là nó vẫn chưa đủ, nó vẫn thiếu một cái gì đấy để vào cái danh sách này. Đấy, thì tất nhiên là anh em chơi có thể chọn những con hàng base, có thể chọn những con hàng khác, đúng không? Nhưng mà với một cái danh sách mang tính cũng chủ quan thì mình nghĩ là 7 con hàng đấy là 7 con hàng xứng đáng để anh em chơi với cái tầm tiền mức giá cao. Còn bây giờ chúng ta đến với cái tầm tiền best. Ở best ở đây thì mình đưa ra đúng 4 cái tên thôi anh em nhá, đúng 4 cái tên thôi mà mình cảm thấy là chất lượng. Mặc dù best ở đây thì có rất là nhiều con hàng, ví dụ như phải kể đến khoảng 15 con hàng đấy. Nếu mà xét với vị trí best thì phải nói đến 15 con hàng. Tuy nhiên mình sẽ chỉ đưa đến đúng 4 cái tên mình cảm thấy chất lượng nhất và xứng đáng. Tức là anh em có tiền thì hãy chọn 4 vị trí này chơi, bởi 4 vị trí này được đánh giá cao, gần như cao nhất của cái top CB rồi anh em. 4 vị trí này anh em nhé. Đầu tiên là rẻ nhất là con hàng Lucio với tầm tiền khoảng 15 triệu thôi. Con Lucio thì mình hoàn toàn có thể đưa vào mức giá cao nhé, bởi vì mức giá cao mình hoạch định là từ 9 đến 15 triệu. Tuy nhiên thì con Rieger này, con Lucio này mình đưa vào vị trí best luôn, bởi vì mình thấy con hàng này đá rất tốt. Nó xứng đáng là một trong những con hàng CB ngon nhất game ở thời điểm này. Ấy, là anh em đủ hiểu là nó đá như thế nào nhá. Tất nhiên là tùy vào quan điểm từng người thôi, nhưng mình thấy Lucio thì nó khá là toàn diện. Đấy, và cũng nhiều anh em thích con hàng Lucio này lắm. Đấy, có những cái mà nhiều anh em đánh giá tốt thì rõ ràng là nó thật sự chất lượng. Mình không bàn đến quá nhiều về bộ chỉ số của những con hàng best này anh em nhá. Tiếp theo anh em có thể chọn một con hàng nữa, đó chính là con hàng Virgil van Dijk. Con hàng này thì hiện tại là cũng hơi khó mua một chút đấy, nhưng mà mình đặt mua thì cũng sẽ được thôi. Van Dijk thì không phải nói rồi, hầu như game nào cái meta của cái game đấy cũng phù hợp với van Dijk. Một con CB toàn diện từ tốc độ này cho đến thể hình này, khả năng tranh chấp tất cả mọi thứ thì đều rất là ok. Với van Dijk thì stamina là 4 vạch, trên ẩn thì cũng có những cái như truyền dài này hay là đánh đồng mạnh. Cái tên tiếp theo mình lựa chọn là Manini. Đây là con hàng mình chơi từ đầu mùa đến bây giờ, là đầu mùa đến bây giờ là khoảng 2 tháng rồi, đúng không anh em? Khoảng loanh quanh khoảng 1 tháng rưỡi thôi mình chơi Manini. Nói chung là Manini mình cũng không có gì phải chê đâu. Cái khả năng phán đoán của này quá tốt rồi. Manini mình không có gì phải chê anh em nhé, bởi vì nếu chê thì mình đã bán mình chơi con khác rồi anh em ơi. Đấy, chết thì cũng có cái tắc bóng này. Và con hàng mà mình nghĩ là xứng đáng để chơi nhất thì sẽ rõ ràng rồi, Company thôi, bởi vì nó là Premier duy nhất của vị trí CB ở thời điểm này. Thế nên là không phải bàn quá nhiều đâu, dù gì dù bọn EA nó cũng sẽ búp lên cho Company thôi. Với một cái thể hình sẵn đã cao rồi, tốc độ tốt rồi, lại thêm cái bộ chỉ số như này nữa thì mình nghĩ là Company hoàn toàn xứng đáng để lọt vào cái vị trí là CB best thôi. Đấy, có tắc bóng này, có nói chung về trade thì nó cũng giống với phiên bản thấp hơn thôi. Thì trên đấy là 4 cái vị trí CB mà mình nghĩ ngon nhất. Nếu anh em có tiền thì có thể lựa chọn những cái cặp như là Manini, Virgil van Dijk, rồi Manini, Lucio hay là Company, van Dijk các thứ đấy. Cứ chọn 4 con hàng đấy là 4 con hàng mình thấy ngon nhất nhé. Còn ví dụ như những con như kiểu là Hero hay là Baresi, Pion thì mình cảm thấy là chưa đủ để vào trong cái danh sách best này, vì mình chỉ đưa 4 cái tên thôi. Thì đấy là những cái tên ở vị trí trung vệ mà ngon ở từng cái khung giá. Đấy, tất nhiên rồi, nếu như có những cái vị trí nào thiếu, những cái tên nào thiếu, anh em hoàn toàn comment một cách tích cực. Còn bây giờ thì cái ý của mình đến là kết thúc rồi. Nếu anh em thấy hay đừng quên là đăng vào cái kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.